Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và trên cùng sân cung hình các bác, đây là một mẫu xe đua dòng Road bên em mới về, thương hiệu Midsize của Ý. Và bây giờ xin em xin đánh giá vào chi tiết hoặc tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, đây là dòng Road xe đua cuộc bên em mới về của Midsize, với cái tông màu đỏ đen đậm chất Sport các bác nhé. Và cũng là từ rất lâu lắm rồi bên em mới về một chiếc dòng đua của thương hiệu Midsize Racing, với cái tông màu đỏ đen. Tổng thể xe đánh giá là 90% xe. Xe còn rất là đẹp các bác nhé. Đây là trên khung hình, đây là dòng Road của dòng Midsize. Đây là website chính hãng của xe, các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm. Một thương hiệu đến từ Ý, Midsize. Cổ phốt ghi đông chính hãng của ABD, một thương hiệu rất nổi tiếng về dòng cổ khuôn cọc yên của dòng nhôm cao cấp 6061 aluminum. Đây là một thương hiệu lớn về làm chuyên về những dòng nhôm siêu nhẹ cho các dòng xe đạp thể thao cao cấp. ABD đây có thể bác phải nhìn xem đó. Và bên trên ghi đông xe đây là cái miếng mút xe đó nhá, nó dính chứ không phải xước gì cả. Nhôm siêu nhẹ aluminum 6061. Và các bác có biết là những dòng nhôm siêu nhôm 6061 là chuyên dòng những dòng xe cao cấp rồi. Cổ phốt ghi đông của dòng nhôm ABR 6061 các bác nhé, rất là cao cấp. Một thương hiệu đến từ Ý, Midsize. Và xe được sử dụng với bộ chuyển động rất là cao cấp, đồ Shimano Tiagra, tay lắc Shimano Tiagra. Bên tay trái em là bộ tay lắc bên lip. Và bên tay phải em cũng là bộ tay lắc của chính hãng Shimano Tiagra, cũng còn rất là mới và sáng bóng. Của bên đĩa phanh 3 mảnh, phanh 3 mảnh của Shimano Tiagra, nguyên một group của Tiagra đó nhá. Càng carbon nguyên bản theo xe, cũng còn rất là đẹp, sáng và bóng. Càng carbon với cặp Meyer Shimano R500, Shimano R500 nguyên bản theo xe. Vành cặp, vành của Shimano R500 rất là cao cấp, vành R500 đây, Shimano R500. Vành nhôm hai lớp. Kích thước lốp là 700 x 28 c. Cái gạt cọc yên của nó là Bikai Home, làm từ hợp kim nhôm 7005 đó nhá, nhôm 7005. Còn trên cả 6061 rất là cao cấp của aluminum. Cọc yên ABR cũng là hợp kim nhôm siêu nhẹ. Đây, cặp nhôm, cặp yên nhôm siêu nhẹ của aluminum 6061 rất là cao cấp, nguyên bản theo xe. Yên cũng của nguyên bản theo xe, còn rất là mới. Đằng sau cũng được sử dụng bộ phanh 3 mảnh của Shimano Tiagra, nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với nguyên một group Tiagra. Đùi đĩa Shimano Tiagra đấy, đùi đĩa còn rất là mới, các bác phải nhìn rõ đây. Đánh giá, có thể đánh giá độ mới của xe là tầm trên 90%. Gạt đĩa cũng của Shimano Tiagra. Và size có chiều cao đứng của xe là size xe là 52, tức là hợp quát là từ 1m65 đến trên 1m7.
Xe được sử dụng với củ đề Shimano Tiagra, trang bị với 9 tầng lip, nguyên bản theo xe, còn rất là mới và sáng và bóng, nhìn rõ lip xích còn rất là mới. Đằng sau xe cũng sử dụng với cặp vành Shimano R500, vành nhôm 2 lớp cũng của Shimano R500. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể hoạt động của xe. Lên lip. Vâng, chuyển động rất là trơn tru và mượt mà, xuống lip. Bên đây sử dụng 2 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, rất là mượt mà các bác nhé. Xe được trang bị với nguyên một group của Tiagra, Shimano Tiagra. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Midsize, và xe có thương hiệu đến từ Ý, và nguyên một group và xe là đồ Tiagra. Và đánh giá tổng thể xe mà xe rất còn mới các nhá, trên 90%. Và xe có giá lốp tốc bên em là 10 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Và xe trên khung xe thì có bộ càng carbon lắm nhá. Mà bên em có giá lốp tốc là 10 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.